Sự cố gây sa thải Tony Blevins tại Apple. Năm 2022, Tony Blevins, phó chủ tịch cấp cao của Apple, đã phải nghỉ việc sau một sự cố hy hữu. Trong đoạn video đăng tải ngày 5 tháng 9 năm 2022 trên TikTok và Instagram, người sáng tạo nội dung Daniel Mac đã hỏi Tony về chiếc xe đắt tiền của ông. Nó nằm trong loạt video ngắn mà Mac hỏi những người siêu giàu về công việc của họ. Khi đang đậu chiếc Mercedes-Benz SLA McLaren có giá hàng trăm nghìn USD và hiện không còn được sản xuất nữa, Tony được Mac hỏi, ông làm gì để kiếm sống? Phó chủ tịch cấp cao của Apple trả lời, tôi có siêu xe và giàu có. Tôi chơi golf và thích phụ nữ ngực khủng. Tôi thường đi nghỉ vào cuối tuần hoặc những ngày lễ lớn. Tony hiện là phó chủ tịch mảng mua sắm của Apple, đồng thời phụ trách các thương vụ chiến lược với các nhà cung cấp và đối tác. Ông từng là đại diện đàm phán về modem di động cho iPhone với Qualcomm và Intel. Ngoài ra, Tony còn là người giúp giảm chi phí của nhiều bộ phận quan trọng trong mảng thiết bị di động của Apple. Sau khi video trên trở nên viral trên các mạng xã hội, Apple đã mở một cuộc điều tra nội bộ. Theo một số nguồn tin thân cận, nhóm nhân viên do Tony quản lý đã được thông báo rằng ông không còn là cấp trên của họ nữa. Trước khi bị sa thải, Tony đã có 22 năm kinh nghiệm tại Apple. Ông là một trong 30 nhân vật cốt cán báo cáo công việc trực tiếp với CEO Tim Cook hoặc cu Jeff Williams. Từ câu chuyện của cựu phó chủ tịch của Apple, chúng ta có thể thấy việc sa thải không trừ bất cứ ai. Có năng lực và sự cống hiến thôi chưa đủ, các ông chủ còn cần nhiều hơn thế. Giá trị của bạn mang lại cho công ty mới là thứ sếp cần khi đến một cửa hàng quần áo thời trang. Thực tế bạn chỉ quan tâm đến quần áo trong cửa hàng đó đẹp hay không và bạn mặc đẹp không. Song bạn đâu có quy, bạn chăm chỉ không phải lợi thế, giá trị và sự đóng góp mới quan trọng. Vì vậy trong mắt sếp không phải bạn chăm chỉ ra sao, điều quan trọng là giá trị của bạn mang lại cho công ty là bao nhiêu. Nếu giá trị đóng góp càng cao bạn càng khó có thể bị thay thế. Bởi vậy đừng cố gây ấn tượng với sếp bạn chăm chỉ như thế nào. Chăm chỉ không phải lợi thế, đó thực tế chỉ là quá trình để bạn nâng cao giá trị sử dụng của bản thân và gia tăng thêm lợi ích cho công ty. Học cách suy nghĩ từ quan điểm của sếp. Nếu người lao động tự trả lương cho mình, có thể bạn sẽ nhận được số tiền xứng đáng với công sức bỏ ra. Song thật đáng tiếc người trả lương lại là sếp của bạn. Với tư cách là một nhân viên đã cống hiến nhiều năm cho công ty, chắc chắn bạn mong muốn nhận được một mức lương xứng đáng. Điều đó là dễ hiểu. Nhưng với tư cách là một ông chủ, họ có nhiều khó khăn riêng, những bài toán tài chính cần phải cân đối. Nên khi đưa ra những vấn đề liên quan đến lợi ích, họ sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Bởi mục tiêu của doanh nghiệp là sự tồn tại và phát triển với mức lợi nhuận cao nhất. Đặc biệt khi công ty sắp phá sản, sống sót là mục tiêu duy nhất. Nhu cầu muốn thăng chức và tăng lương của bạn phụ thuộc nhiều vào doanh thu của công ty. Mọi ông chủ đều mong thu được lợi nhuận cao nhất nhưng chi phí bỏ ra phải là thấp nhất. Nên nếu bạn chăm chỉ nhưng không đem lại cho công ty lợi ích gì thì bạn cũng sớm bị sa thải. Cư xử có chừng mực. Thực tế sếp chỉ đánh giá mỗi cá nhân dựa trên kết quả bạn đóng góp cho công ty nên chăm chỉ thôi là chưa đủ. Nếu giá trị bản thân và sự đóng góp của bạn cho công ty chưa cao, bạn cần biến nỗ lực của bản thân thành kết quả để cấp trên có thể nhìn nhận và công nhận thực lực của bạn. Đối với sếp, họ chỉ ghi nhận công lao của bạn chứ không thực sự coi trọng sự chăm chỉ.